nay chúng ta sẽ chơi Zoo Pokemon. Thì đây là cái trò kết hợp giữa sở thú và Pokemon. Thì chúng ta không biết là chúng ta sẽ bắt được khủng long hay là bắt được cái gì, thì các bạn hãy theo dõi xem hết video nha. Trước khi bắt đầu vào video, mọi người đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký cũng như vào cái chuông để ủng hộ cho mình nha. Và mình đã tạo ra một kênh Blog Bingo, thì các bạn nhớ qua ủng hộ. Mình sẽ chơi rất là nhiều game, đừng quên các bạn để chơi cùng mình nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại một cái game này. Tôi sẽ vô đập nhau. Ủa vậy thôi à? Tôi kêu con chim của tôi đánh với con chim của nó, và con chim của tôi đã thắng và chúng ta qua được màn mới. Bỏ hai vàng ra, bây giờ con chim của tôi sẽ đi đánh với con chó. Ủa sao con chim của tôi mạnh dữ vậy? Ok, động vật mới. Rồi bây giờ là tao có một băng đảng rồi nha, một băng đảng rồi, vừa có đốc ke mà vừa có con chim rồi. Bỏ 3 tiền ra đến một cái khu vực mới chữa thương cho Pokemon, đúng rồi. Khi mình chơi Pokemon thì coi các bạn cũng có mấy cái chạm chữa thương đúng không? Rồi tiếp. Bấm vào màn hình để đánh luôn hả? Adu, mình là người huấn luyện Pokemon mà mình còn đánh giùm nữa thì chơi thế thì chơi sao được. Cái này là chúng ta sẽ ngồi cày và đánh mấy con này đến khi nào mà chúng ta đánh được một cái con huyền thoại nào đó đúng không? Ok nè, một con mèo này. Con mèo nhìn thiểu năng vậy? Tiến hóa luôn. Ui, Pokemon của mình đã tiến hóa. Tôi không ngờ là trong Pokemon lại có một con chó. Con chó nó tiến hóa thành chó Husky. Cái game này nó kết hợp giữa Pokemon và những chú thú cưng ngoài đời. Và bây giờ chúng ta cần 20 đồng. Bấm nó đi, bấm nó đi. Trời ơi mấy con. Ui, như tôi mất đi anh bạn gà rồi. Phải chạy đi tìm cái trạm chữa thương thôi mọi người. Đấy, trời ơi, anh bạn chim, anh bạn gà gì đó. Đập nó đi. Thu thập một quả trứng. Tôi sẽ tìm một cái nơi mới. Đây, đây là một quả trứng này. Ok, bây giờ tôi sẽ đánh hết cái đám này để tôi thu hoạch một quả trứng. Bạn có muốn được thông báo khi trái trứng mở ra không? Không, cảm ơn. Thuần phục gấu trúc Mỹ. Trong lúc đó thì tôi đi cày tiền nha mọi người nha. Con chim của tôi là cái đứa bị đánh đầu tiên, lúc nào nó cũng chết vậy. Bây giờ là tôi không thể tiến hóa được mọi người ạ. Bây giờ vậy thôi, mở khu mới đi. Boom. Bây giờ chúng ta cần thêm một con thú cưng nữa. À đây 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 đây, con trồn. Thuần phục luôn. Đây, gấu trúc Mỹ này. Nhìn thiểu năng thật sự mọi người ạ. Xong rồi, bây giờ chúng ta hãy đi tìm một chiếc thuyền. Lên thuyền. Let's go. À đây, cái sở thú của chúng ta đây. Giờ chúng ta có 4 con. Ui, tụi nó còn tạo ra tiền nữa, nâng cấp để chúng ta có được thêm thu nhập. Tại sao lại không nhỉ? Đúng vậy, bản đồ. Bây giờ chúng ta đang ở đây nè. Chúng ta sẽ đến một khu vực mới. Chúng ta sẽ có những con Pokemon mới. Ui, game này chơi được nha. Đi thôi. Và bây giờ tôi sẽ đi bắt con ngựa vàng này. Bắt nó, thuần phục nó luôn. Đây, thêm vào bộ sưu tập. À, cái này gửi đến bộ sưu tập thôi. À, bây giờ chúng ta sẽ xem coi con gà này thì nó hơi lon. Con này 3 đam nhưng mà máu bao nhiêu? 35, 29, 13. Ok, tháo con gà ra là đúng rồi đó. Ồ, có một con sơn dương nữa kìa. Thuần phục. Bam, 36, 3 đam. À, con này 20 này. Tôi sẽ bỏ con Mỹ ra rồi. Có nên không ta? Thôi, tháo nó ra đi. Bây giờ là xong xuôi rồi đấy. Bây giờ chúng ta lấy 60 đồng để chúng ta nâng cấp lên. Con rắn cấp 5 hiếm nè mọi người. Đập luôn, tao sợ gì mày, tao sợ gì mày. Bèm nó anh em. Con rắn này mạnh đấy. Nhưng mà hình như là cần cái gì đó nó mới cho mình đánh con rắn này anh em. À, phải tiến hóa anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ tiến hóa. À, tiến hóa là phải xem quảng cáo hả? Ồ, tôi đã tiến hóa con ngựa của tôi lên một con gì đây? Một ngựa mà tiến hóa lên con cao cổ, mày có bị khùm không? Ở đây chúng ta có thủy quái, rồng, thi mã, cái kiểu rồng Trung Quốc luôn. Có rồng Trung Quốc luôn hả? Đó giờ cứ rồng rồng thôi, có vụ rồng Trung Quốc nữa. Bây giờ là không biết là mình đánh nổi nó chưa, nhưng mà chúng ta cứ đánh tiếp thôi mọi người. Thử đánh coi. À, chiến đấu phải xem quảng cáo. Đập luôn. Trời ơi, nó mổ chết con mấy con kia của tôi rồi. Thuần phục luôn. Tôi mà có con rắn này là tôi xịn sò liền. Ủa sao con rắn nó bự lắm mà sao khi giờ vô đội của tôi nó nhỏ xíu vậy? Đấy, bây giờ đội hình tôi là hơi bị mạnh rồi đấy bà con. Cái này không phải là Pokemon nhưng mà nó là sở thú mọi người ạ. À, trái trứng sẵn sàng rồi. Cho một con huyền thoại nào, cho một con huyền thoại nào. Let's go. Chim bói cá cấp hơi thấp nhưng mà không sao, có cái xô nước này dùng để làm gì? Câu cá. Ok, bắt được cá rồi. Ủa, con này là con cua hả? Ơi, mình bắt con cua lên để mình thuần phục nó hả? Kiểu sao mà mình kiểu độc tài dữ vậy? 39 máu, 5 đam, 3 đam, 6 đam, 6 đam, 5 đam. Tôi nghĩ là cái con cua này hơi bị được nha. Con cua này tôi sẽ thay vào con này. Rồi, con này mở khóa 1000 tiền, tăng quy mô đội hình. Nhìn cái con cua kìa. Con cua đi bao chậm luôn bà con ơi. Để một cái khu vực mới nào. Con hà mã, khi nào tôi mới đập được con khủng long đây? Bây giờ tôi sẽ đi đến một cái khu mới anh em à. Bây giờ có đấu trường thú nữa nè. Ok, không đủ tiền để nâng cấp. Bây giờ vô đấu trường thú coi có gì không. Chiến đấu, trời ơi. Chơi. Ok, cái này là kiểu như mấy phòng tập gym của trong Pokemon à. Kiểu đập nhau, trời ơi, mấy con này của mình hơi ao trình ấy. Ok, trận tiếp theo này. Nhìn tụi bay có con cấp 4 cũng đáng sợ đấy. Ủa, mình có đánh giùm luôn hả? Ủa vậy chơi gì nữa? Kiểu người huấn luyện có thể can thiệp vô trận chiến luôn thì chơi gì nữa? Nó thì quá dễ. No, người huấn luyện kỳ vậy. Tôi cứ tưởng là chỉ coi tụi nó đánh thôi. Ok, chiến thắng hết. Let's go. Mình có được thu hoạch được một con là sói đồng cỏ. À, cái này trang phục cho mình thôi, không cần đâu. Ai rảnh đâu. Bây giờ sở thú này nâng cấp nó lên, tăng thêm thu nhập cho mình. Tăng thêm thu nhập này. Rồi, chúng ta đến đảo
Đảo tiếp theo, đảo này là đảo tuyết hay đảo băng gì đấy. Giờ mấy con này mình tiến hóa được nhưng mà mình không có đủ điều kiện để tiến hóa. Có nên thuần phục nó không? Thuần phục luôn. Một con trồn tuyết, ôi 7 đam nha, con trồn tuyết này 7 đam mọi người ạ. Ây da, con trồn tuyết này thì nên gắn vào 36, 43, 7 đam thì chắc là gắn vào con trâu đi nha. Ôi 7 đam chứ đùa mọi người, con trồn tuyết này được đấy. Khu vực này là khu vực băng giá. Đập thêm hai con trồn nữa, đập nó. Đây, hai con trồn nữa này, trồn tuyết này, trồn lùi này, lên cấp nữa rồi. Đập đi, đập đi, đập đi. Chim cánh cụt, cái này không phải con Pokemon nào, toàn là mấy con trong sở thú không à. Chim cánh cụt có 3 đam mà, thôi gửi đến bộ sưu tập đi. Một con gấu hiếm nhưng mà tôi không coi được quảng cáo. Oh no. Ủa có con gấu này là tôi đập hết luôn ấy. Tôi đập đập bá cháy luôn ấy. Rồi xong nhiệm vụ. Bây giờ đi tìm một con hải cẩu đập nó anh em. Ôi con gấu này cấp 10 luôn ấy. Hiếm vãi. Đâu? Một con rùa cấp 12. Oh my god. Chắc là con hải cẩu nó trong đây. Con hải cẩu là con chùm nên là nó sẽ ở trong nó trong đó. Còn con nào để đập không? Oh my god. Cái đám này chắc là sẽ có một con chết. Một con trồn của tôi đã chết. Ok thôi kệ không sao. Bây giờ về hồi phục lại cái đã. Về hồi phục lại rồi tính tiếp mọi người. Boom. Tiến công lên 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 lên. Lần này nó ra hai con chim cánh cụt luôn này. Để coi. Lần này cái khu vực này. Đây. Hải cẩu đây, đập nó. Thuần phục con hải cẩu luôn. Hải cẩu 7 đam thêm vào nhóm. 7 đam mà gọi là gì ta? Ui nó 7 đam mà nó 6 mấy máu thì tất nhiên là mình sẽ thay thế con cua rồi mọi người ạ. Con gấu này ngon quá nhưng mà không đủ anh em ạ. Mở khóa cái khu vực này. Bên đây có con gì? Bên đây có con hải cẩu nữa. Đập cho nó đi, đập cho nó đi. Ui có cái nón này. Tôi lượm được cái nón ông già Noel của tôi rồi này. Mặc vô liền chứ để chờ gì nữa. Đập nó. Đấy, bây giờ mấy con động vật của tôi là lên cấp 8, cấp 9 hết rồi. Bây giờ là đủ mạnh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở khóa thêm hai khu vực này nữa. Đi. Cái này là thuyền, còn cái này là quả trứng này. Tôi chỉ có thể giữ một quả trứng một lần thôi. Thế là lừa ơi. Bung. Ok. Chết hết rồi, mấy con động vật của tôi. Ủa tụi nó chết hết là tôi bị mất 21 tiền à. Ok, mày muốn trừ tiền tao cũng được. Ok, bây giờ là chúng ta cẩn thận nha. Đi 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 đi, ai cho tụi bay đánh nhau. Đánh nhau làm gì, đánh nhau làm gì. Vô đập mấy con hải cẩu này cho tao. Let's go, tìm một chiếc thuyền. Mấy con động vật của tôi tiến hóa được. Nhưng mà phải xem quảng cáo mọi người ạ. Tôi tiến hóa lên cấp 10 hết rồi. Tôi lên cấp 10 hết rồi, chưa tiến hóa được. Rồi ok, sẵn sàng chưa, let's go. Đi vô, đã có thuyền. Đến khu vực mới thôi, let's go. Đây, bắt đầu đi tới cái khu vực hoang mạc này. Đập nó, mấy con này mới level 7 à. Cấp 7, mà 6 đam. Thêm vào bộ sưu tập thôi, tại bên mình con nào con nấy cũng trên 7 đam hết rồi. Ôi ở đây có con heo này, heo mà sống được khu vực này, 6 đam, gửi vào bộ sưu tập luôn. Ok, đập tiếp mọi người ạ. À, xong màn này là chúng ta gọi là gì ta? Kiếm được con chùm nào ngon nghẻ coi. Giờ con hươu cao cổ hay con rắn của tôi cũng khá là ngon nghẻ rồi. Ôi nhìn cái con đó đẹp quá, nhưng mà chúng ta lại thiếu tiền rồi. Ok, ở đây chúng ta có một con dê núi. Để coi coi dê núi mạnh không, thuần phục thử coi. Chín đam được em, chào mừng em đã đến với đội của chúng ta. 9 đam thì chỉ là thay thằng thằng này ra nhà, thằng này 32 máu. Đấy, bây giờ là chúng ta thay dê núi rồi, giờ đam hơi to đấy và kiếm thêm tiền thôi. Let's go. Có thuyền chưa? Trời ơi con hạt hồng cấp 20 dạng hiếm luôn. Ơi ơi game bắt coi quảng cáo cho môi là tôi có mấy con này à. Thôi kệ, quảng cáo sẽ làm hư đầu óc chúng ta. Chúng ta đi thôi. Ồ chết. Hình như là chưa đánh lại thôi. Chắc về hồi máu cho tụi nó đi. Tôi mà chết hết là tôi lại bị trừ tiền nữa. Thôi mệt lắm. Tôi đã lên được cái vùng hoang mạc rồi đó. Mọi người đã đến được cái bản đồ nào mọi người nhớ bình luận bên dưới nha. Chúng ta phải cố gắng gọi là có được cái con khủng long. Nhưng mà theo tôi thấy cái kèo này nó khó quá. Bắt đầu nó anh em. Let's go. Thuần phục. Con kỹ 10 đam, dĩ nhiên là thêm vào nhóm rồi. Để mình thay coi con nào. Thay con hải cẩu đi nha. Tại dê núi mới bắt mà. Tụi bay mạnh lắm đúng không? Nghe nói tụi bay mạnh đúng không? Tụi bay cấp mười mấy đúng không? Hay thử cái dòng điện 1000V của tao nè, trong Pokemon nè. Đáng lẽ là tụi phải kiếm thêm 600 tiền nữa hả? Oh my god, lâu thế nhờ. Later. Ok, và cuối cùng thì mình cũng đã kiếm được thuyền rồi. Bây giờ là đi về sở thú. Bây giờ là chúng ta không nâng cấp được gì đâu. À, nâng cấp được tụi này. Nhưng mà tụi này 150, con này 300 lận. Nó còn trồn gì đâu mà dữ vậy. Vậy là tôi cũng đã có cái chuồng thú này. Mấy cái chuồng thú này cũng nhìn khá là xịn đấy. Sẽ có khu vực tiếp theo. Ủa vậy thì cứ sau này là chiếc thuyền tôi mỗi ngày mỗi dài ra hả? Nghe nó không có kiểu nó... nó không có logic cho lắm nhưng mà thôi kệ, chiếc thuyền tự động xây ra rồi tự động có thêm một khu nữa. Ok, vậy thì video cũng đã dài rồi, hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bạn nào bắt được con khủng long thì nhớ bình luận bên dưới nha. Và bây giờ thì bye bye, peace.